Hôm nay là rằm tháng 8 đó các bạn. Bữa nay là Tết Trung Thu. Nhà mình cúng Tết Trung Thu, nhưng mà năm nay là do tình hình dịch nên là Tết Trung Thu nó không được vui như mọi năm. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng thị xã Vĩnh Châu để xem nhà mỗi người đón trăng như thế nào, cho các bạn cùng theo dõi với mình nha. Thank you.
nhỏ đến nhà heo hôi cái giật mình. Cái thắng qua đường này luôn, mới về luôn. Nhà nào? Thắng đường này luôn không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.